Ông tập trung vào công việc đi, bây giờ bài như là tôi thì chưa biết trò này lắm ông thì kêu, ông cất mẹ lên, tôi vừa đánh đánh vừa chỉ cho tôi rồi. Nhá. Chứ bây giờ tôi đánh không hiểu lắm thì ông cứ đánh tao chỉ cho. Cái này là sát là ba con bằng nhau là cao nhất đúng không? Đúng rồi, cứ đánh mà thì mới hiểu. Mẹ mày cả đời mới lên được quan sát, mày gớm thật. 7 cộng 6 bằng 13 đúng không? Ông đánh đấy, ông đánh đấy. Bây giờ mà lên con 6 nữa là 9 điểm đúng chưa? Đánh luôn nhất ông còn gì nữa. Lên con 6 thì là ngon, nhưng không lên thì thôi, biết làm sao được. Ôi. Này. Ba hàng là 6 đúng không? Thế là nhất ông sáu hoặc bảy đúng không? À? 7 là không điểm. Ui ông ơi, ông nặng. Mẹ em mày ra, mẹ em nặng con 6 mà ra con cơ mà ba hàng như này thì làm sao mà ra 6 nữa? Mẹ là đen thật, con mẹ em mày. Sao mày liêng mà? Ở đây liêng này. Ôi cái này to này. Tóm lại là cả làng bỏ không tao ăn. Tao ăn đúng không? Mẹ cả làng bỏ. Thôi từ bỏ mày là bỏ. Từ từ, khoan đã. 3 điểm với này. Khoan đã. Bây giờ tao bảo là tao không hiểu luật thì thôi, bọn mày tí tao. Mày ngửa ra. Mày phải hỏi. Mày ngửa ra. Mày quên mày bắt chuyện. Mày này, yên tao chỉ như này. Biết rồi, tao quên luôn. 78 này là liêng, giả sử như 789 này. Mẹ đen thế nhỉ, mày ăn sao rồi? Mày đem tiền bố mày ra cho tao đấy. Thôi giả lại anh em đi. Giả là mày ngửa mày ra, nó lô mày đánh. Bài đâu hết rồi, trong đấy đâu. Mẹ đánh mà quay mới. Bài mẹ. Vứt thì vứt, tiền tao ăn là được, chứ mày vứt đâu vứt. Khổ sao? Bỏ tẩy mày. Tẩy mày làm sao vậy? Chúng mày ngửa bài ta. Bỏ tao không, ăn đi. Nói bé rồi. Không đánh mẹ đánh. Đánh đi. Đây. Tao ăn cái này nhá. Mày ăn đéo đâu mày làm cái thằng này làm sao vậy? Nó làm đi, mày cứ tranh đấu nó làm gì nhỉ? Mày biết đánh rồi gì? Thằng này chưa cả. Nhìn mắt gì cả. 78 tự nhiên bỏ 3 điểm ăn tao đến bài. Mỗi người bỏ 1 triệu vào mà ông đánh em, ông đánh mấy trăm đây? Ông đùa thôi à? Ông không biết đếm à? Không biết đếm tiền. Kiểu tẩy. Giả vờ đâu, bóc cái đi đánh đi. Giả vờ. Thằng này làm sao vậy? 1 triệu rồi. Tao đánh đầu tao đuổi cho chúng bố mẹ, cái thật thì mày đánh bằng thế đi. Tao đuổi cho chúng mày chạy re khói ra nhá. Nhà kia 3 thằng 2. Mẹ điên thế nhỉ. Đâu? Bây giờ là hạng nhiều Zika này, con quỳ nữa là liêng đúng không? Ui, mày chỉ cần lĩnh hình thôi. Đách biết 1 con triệu gì? Này 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 triệu đừng có ngửa ra, tao ngửa rồi thì mày 5 triệu đấy. Bài 4 quy, 2 quy rồi, còn 1 quy ở đây thôi. Thế 5 triệu à? Mà đây 9 điểm là cũng đủ ăn rồi, ừ. Ngửa ra đánh đi, thêm đi. 5 triệu thì mẹ mày 6-3 ra 1 tao và 6-3 ra tay thì thêm cho mày đống. Thế là thua rồi, đúng rồi. Cái gì đây? 2 điểm. 2 nước đây. 2 điểm. Tức là 4 bỏ mẹ. Mày bọn mày đánh đi, tao không biết đánh. Đâu cánh đi, nhân danh 4 kia là 2 triệu. Điên. Trong cuối cánh thì bỏ. Cuối cánh là cân đấy. À, cho nó đánh kiểu đấy, cho nó tập đánh. Mẹ bọn mày cân đấy. Cân cỏ đấy 5 triệu thằng nào dám cân. Chúng mày yên tâm thằng mày cứ đào tạo một lúc là nó biết mà. Không ai có nước cả làng không ai có nước thì cho nó ăn được sao luôn. Ăn thì cho nó ăn đáng một lúc một lúc nó khác biết. Bụp luôn đi. Nó biết luôn. Rồi xong. Tất cả mọi thứ đều đánh đổi bằng tiền hết. Ừ. Gớm nhờ. Bỏ rồi. Tí nhờ. Nghe kia. 4 điểm bài. Chân này đẹp thế nhỉ. Mấy triệu cân nhờ? 2 triệu cân à? Hả? 2 cân đúng không? Cứ làm việc đi. Không lên cho mình con 9 nhỉ? 2 cân còn 5. Bỏ rồi. Bao nhiêu? 2 còn 5 đúng không? Bài này tao ngán thằng nào đâu mà. Ngán ngẩm gì bỏ tiền vào chứ. Tao biết ván này tao ấy. Tao không đọ sức khỏe ở đây. Tao thì không đọ sức khỏe nhưng tao chỉ nói mày là câu như này. Ván là tao thêm thì mày cũng bỏ. Tao cân mẹ em mày đi. Bởi vì mày có điểm đấy không? Em ơi. Mày đánh như không có điểm đâu. Để xem mà mấy điểm nào. 39 điểm thì bây giờ tao thêm mày cũng bỏ. Mày bao nhiêu? 3-4-5 à? 3-4-5 tao biết mày có điểm đâu. Bây giờ thêm nó bỏ. Mình thêm làm gì phải đếm tiền đúng không? Mình dành sức đấy mình làm cái việc khác. Ông nói điêu, lúc đấy nó tố lại vòng nữa, ông cũng chạy. Tố lại tôi định chạy để dã cho điểm. Nghĩ là mày tố thì nó phải chạy. Trước cái 2 điểm mà không nhảy vào bát, thế này 9 điểm mình nhảy vào. Thì thế. Đây một cái. 6. Được, tiền nhiều quá. 8. Chưa đấy. Sắp okay, tiền gọn vào 1, nhá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri, quy. Đấy. Đổi con 7 nhá. Đổi điều thoải mái. Bài 1 tịt thì đổi ra 1 tịt thôi. Đổi 7. Đổi 7 triệu, 2 triệu cân này. 2 còn 3 mà em đi đâu. Ôi, bỏ hơi. Bỏ luôn. 96k thì tao bỏ. 6 nước tao cũng bỏ. Bỏ tấp một lọc cho thằng kia nó bắt sáu lại. 6 lên xì kìa. Bắt lại đi. Thôi ăn đi, bỏ thôi. Chắc nó có liêng 8 đi. Điểm đấy chứ ít đâu mà. 8 cả. 8 lên xì. 8 phải vào từ đầu. Đập 6 lên xì của mình. 2, 4, 5, thừa 1 đồng. Đây, 1 triệu của tôi nữa là đủ. Rồi đây. Tôi cũng bỏ tiền lẻ nó đỏ. Đấy. 2, 4, 6, 8, 10. Đây. Đây. Tôi cắt nó phải cẩn thận các ông hiểu chưa? Chia này cho tôi. Có ván 8 điểm bài làm như
8 điểm mấy mấy điểm mà cắt. Nếu muốn thế nào nữa? 8 điểm. Thôi giờ là đánh thật chứ không phải đánh. Bao nhiêu cân nhỉ? Ôi ôi nữa. 2 triệu cân à? 2 triệu cân. 1 2 3 4. Cứ đánh thêm 5. Rồi. Cân. Cân thêm 2 triệu. Bài này thì 2 bỏ 2. Biết rồi nhưng vẫn phải bỏ. Ui ông ơi, ông đánh mẹ đi kiểu như ông thật coi, ông sẽ lo mẹ vào 7 triệu cân. Bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ rồi. Tôi không ngửa, tôi không ngửa. Phải úp con nào. Cho mấy điểm nào? Mấy cho nó gì? 7 triệu cân. Vừa nãy tôi ngửa ra 6 7 8 đâu có tôi ăn đâu. Bây giờ cái này tôi cũng phải bỏ. Một người bỏ rồi đúng không? 7 này còn 3. Tao là 5 triệu cân rồi. 2. Ít cho. À, đuổi chúng mày vẫn đuổi ngược á. Thưa tao chạy 5 triệu rồi. Thằng nào 4 triệu cân đây. 4 triệu cân rồi đấy, đây thừa 1 triệu đây này. Mày đừng nói thế. Còn 2 triệu nữa. Tao bỏ. 9 điểm này bỏ đúng rồi. Còn 2 triệu nữa, vòng 3 rồi còn gì nữa. Con gì dẫm như chúng. Nó thêm 2 vòng đúng không? Rồi, còn 2 triệu nữa. 2 con gì không lên nữa con 9. Ngửa bài đi. Mày bỏ tiền vào nhưng mà đến trẻ con. 456. Ui giời. 456 à? Lên. 456 để nguyên tiền đấy. Đấy. Lúc này 456 để nguyên tiền đấy. Lên 3 làm gì nhờ? 456 để nguyên tiền đấy, chỉ có tí 3 là 10 thôi. Đây là bán liên tí con. Tiếp thua. Con này. Tao mất 2 vòng ván này đấy. 2 vòng hay 3 vòng tao không quan trọng, tao quan trọng là ván này tao được hơn tầm 2 chục ấy nhỉ? Tăng 2 là mất 9 triệu ván này. Tao được tầm 2 chục ấy nhỉ? Cục. Đấy. Cho các bố cắt đầy đủ, cắt ván bài lên người luôn đấy. Mày còn 1 triệu gà nữa chưa? Có rồi, yên tâm. Đây, sẽ bỏ tiền vào. Ba nước bài. Cắt ván bài lên người luôn. Chán đời nhỉ. Đủ 1 triệu ẩm này. Đấy nhé. Đấy nhé, ông đánh, ông đánh. Ông quọn vào đây này. Nhà kia đánh nhá. Ông đấy. À, 2 triệu cân à. Cân thêm 5. Kinh khủng nhỉ ông. Ông gặp phải chốt đấy em à. 4, 5. Đây có 9 điểm thôi. Thêm ông bỏ đi. Thêm 5 kìa. Dở này, tôi ăn đi 6 điểm. Đây 3. Có 9 điểm thôi. Ừ, 6 ăn rồi. Thứ 3. Ông nặng lên nặng mẹ đi đâu đi. Mày nặng lâu tao có quyền nặng lâu. 6 7 8 đây này. Đấy. Mẹ mày 0912. 0912 678 đây, không những 12 vẫn gần được ăn. Cái gì đây? Đây 3 rồi ăn 2. Tôi 6 rô là to nhất à? 6 rô. 6 to mẹ rồi. Quan trọng ở giữa này này. Bố to nhất đấy. Nó thêm một đống tiền này 3 điểm bắt sao được. Tôi không gì. Còn thiếu 500 đây. Thiếu 500. Thiếu đây. Rồi. 2 4 6. Coi từng ly từng tí một. Này vào việc đây. Đẩy vào cân giữa đúng cái ván mình không có nước thì hai ván chết cả đây không kêu mày còn ăn được ván ta được ván nào đâu. Ván 456 thì nãy để gặp ông kia. Con cha này tính nó hay đánh cái đấy nhỉ. Cái luôn. Đánh đi. Chịu rồi, không có điểm. Ui giời. 1 triệu này, 2 triệu này. Còn 5. 1 2 3 4 còn 5. Nhà này bỏ à? Bỏ rồi đông chất, bỏ luôn. 1 2 3 4 5 cân. Cân gửi đi. 8, 8 thôi. Lâu mẹ mày cái hai ván theo trôi thằng này được 8 nước. Trôi được. Đánh bài nó phải đánh bài cốt đỏ, bứt cỏ thì cốt sắc liền, hiểu không? Ngon thật. Mẹ nó đánh này trôi mình nhá. Mình đánh hai ván không trôi nó. Là phải gặp tao chứ mày. Mẹ bài này bố mày nhìn xuyên này. Nhìn mẹ mẹ bồ mình cắt. Mày gớm thật. Tút đít tút đầu đi em ơi. Đấy tút cả hai giữa đi. Nhìn xuyên được cả bài nữa thì mày sao bên Trung Quốc mà đánh. Cái gì cho nó một ván thua là nó ngợp ngay mà. Ra một số thật to. Đánh đi. 2 triệu này. Còn 1 triệu rưỡi này. 2 3 4 còn 4 đấy. Mẹ ơi hai chân này. Đây. Còn 4. Hai chân rất đẹp nữa. Còn 4 thì thôi. 9 điểm này. Tịt luôn này, ăn đi còn gì nữa. Cứ con nước mà không vào. Không ai cả làng không có nước. Có tiền đi còn kia. Ôi giời. Có nước hay không tùy theo thế bài chứ. Ta mà lên con 9 nữa thì mày hết hình. Để tiền đấy ơi. Gào đi. Còn ai thiếu gào? Ông này chia mẹ luôn thì đủ. Ông này ông bỏ gà vào đi. Đây. Gà đấy, không bỏ cái đếm đá nó nghỉ đâu. Đá đến giờ nghỉ đâu. Đánh đi. Tôi đếm tiền để đánh. Trong đầu cánh ông hỏi ai từ nữa. Tao chưa lên bài đi ù tù mù cái 2 triệu coi như cân đuôi. Xem bài rồi. Chưa. Xem bài rồi. Xem bài chưa? Chưa xem bài rồi đừng có giả vờ. Xem thì tao bỏ.
Không điểm bỏ. Ừ. Bây giờ mà lên 1 tịt như vừa nãy thì ngon nhỉ? 1 tịt thì khác gì không? 407 bằng 11 thì ngon. Bài gọn như này bảo là chưa xem. Bài tao chưa xem đâu, về gọn rồi. Cân 2 triệu đúng không? Ừ, 2 triệu thôi. Khi nào được bán nữa? Được đấy. Con nước mấy cái thổi thật lực lên gì mình sợ chúng nó. Thêm 2 đúng không? Thay thì thêm 1 triệu thôi, 1 triệu là đủ cao. Ông này không có điểm cơ. Tao bỏ rồi. Tao có điểm chúng mày ngồi đấy mà hỏi. Ông thêm bao nhiêu? Ông ăn được thì thêm 5. Thêm 5 cơ? Đúng rồi. Ông này cân đúng không? Ừ. Cân thì yếu đuối rồi. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 triệu là cân đúng không? Không, 5 triệu này. 1 này, 2 này. Thằng này nó đã có điểm sao, cân rồi thì nó yếu. Cân đi bỏ. Cân đi cả làng nữa xem nào. Còn tí năm khác. Có thêm 5 à? Ông 10 triệu cái cân, ông hỏi cô cân được không, cân được thì bỏ đi. Đến tôi à? Còn gì nữa? Đây là 20, 10 thêm 10. Đấy. Tôi đủ 20 số, không? Để tôi đếm nữa. Để đây, tí nữa. Đây, tôi đếm 20. Xong, 20, thêm 10. Ông bỏ bài rồi, ông đếm tôi cái. Đếm cho. Thiếu 1.000 mẹ mày tấp bạc. Rồi, xong rồi. Ok. Ông đấy. Được, để ông xem có vào không, chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Còn bao nhiêu tiền? Mấy tiền cân? Tôi thêm 10, ông này thêm 10, 20 triệu. 20 triệu, 20 triệu nhưng mà này. 20 triệu này, ném vào đây. 20 triệu này bảo không ném thì đấy. Cái gì, không biết. Ừ nhá, 20 triệu tôi không cân, nhưng mà tôi cũng vào đây 7 triệu rồi. Tôi xin làng hai người. Chứ phải đánh chứ còn mẹ bố đang đánh con mẹ. Thì là cho hai vòng rồi đây. Biến mẹ đi. Chứ thì mày ăn hết rồi mày xin đây. Mày ăn cho tao chứ không phải đóng tiền còn gì nữa. Mày vào mày vào. 2 này, 3 này. Đây xin 1 triệu không cho thôi. 6 7 ơ 9 quy do phải em. Chứ gì nữa, đây 9. 10 là cân đúng không? Cân thì cân đi. 10 cân làm sao được? Thêm lại 2 triệu, 5 triệu nữa thì bài đang đỏ. 2 3 4 5, tao đẩy thêm vòng nữa xem nào, đến đâu đến cái nước này rồi. 1 2 3 4 5 5 này. 1 2 3 4 5, 5 thêm 5. 2 3 4, thêm nữa, giảm thêm nữa. 5. Tao nói mày giờ, mày không đánh cái nữa đâu. Thế thôi cho nhanh. Ngồi đấy, ngồi đấy, để đấy. Để lộn xộn nào. Mày cái để đấy nào. Xem nào. Lên rồi. Cái gì đây mà gớm vậy? 37. Ơi, thả tiền xuống. 3 thằng 7. Rồi con 7 tao tưởng ông ăn rồi từ 7 tháng 9 hiểu không? Ông biết sao nhìn thấy 7 rồi gì? Mẹ tôi mới đánh căng không thì mất một mớ rồi. Liếc. Chào các bạn nhá. Cái video vừa rồi thì chúng tôi tạo ra một cái tình huống để mà đổi một bộ bài mới vào. Để cho các bạn biết là cái đòn mà chúng tôi đánh vừa rồi ấy là phải đưa bộ bài vào. Còn nếu mà không đưa bài vào được thì không thể đánh được. Thì cái đòn đấy nó như nào? Để mà biết bài của đối phương ấy thì cách kín nhất và hiệu quả nhất, người ta sử dụng cái kính áp tròng này. Đây. Đấy. Đây là hai cái mắt kính này, hai mắt kính tôi đựng ở trong hai cái lọ nước này. Đấy, hai cái lọ nước này. Sau khi mình mở ra mình đeo, mình đặt lên ngón tay này, mình đeo sát vào tròng mắt thì đối phương không thể nhìn thấy được là mình đang đeo kính, là cái đầu tiên. Cái thứ hai, về cái bài áp tròng này là nhìn như bài ngoài chợ, các bạn nhìn kỹ này, nó không có bất kỳ một dấu vết gì cả. Đấy, nó nét như là cô bên này luôn, thấy chưa? Đấy là cái mà các bạn cần lưu ý. Còn nhiều anh em thắc mắc là sau khi mà đeo kính áp tròng vào thì nhìn sau cái lưng bộ bài này nó như thế nào mà biết được là các con bài của bài của đối phương. Thì đây tôi sẽ đeo kính vào qua camera để cho anh em biết là sau khi đeo kính nó sẽ hiện ra như này. Đây này. Đây. Các bạn nhìn rõ chưa? 7 này, đúng không? Đấy. G này. Q này. 5 này. Đấy. Dấu cộng là 10 này. 6 này. 5 này. 3 này. 7 này. Đấy là cái cách mà mình biết bài của đối phương là có bao nhiêu điểm. Thì trong một cuộc chơi ví dụ như này nhá, tôi đang ngồi đánh với cô này chẳng hạn, đúng không? Bài trộn xanh chín như này, đúng không? Chia ra con nào mình nhìn thấy con đấy rồi, bởi vì là mình đeo kính áp tròng vào rồi, đúng không? Chia ra như này mình nhìn rõ luôn này. Đấy, tôi sẽ đeo kính vào, tôi các bạn xem lại một lần nữa. Đây, tôi sẽ chia lại cho các bạn thấy. Đây, bài trộn xanh chín này, đúng không? Không có gì bị bầm cả, đúng không? Bắt đầu chia này. Đấy, nhìn được, chỉ cần cầm này bắt là mình nhìn thấy rồi. Cái này cái 8 này, đấy. 9 này. 1 này, đúng không? Bài này là bài của đối phương là 8 điểm.
thì mình chưa cần nhìn bài của mình. Bây giờ mình mới lên bài của mình nhá. Đấy, bài mình là bài 4 điểm mà bài của đối phương là 8 điểm thì ván bài này mình có thể bỏ đi. Hoặc là nếu như mà muốn tố ấy, thì phải tố thật căng. Bởi vì 8 điểm mà tố ít thì người ta không bỏ. Đấy là cái mà cần lưu ý khi dùng kính áp tròng. Thì cái kính áp tròng này nó có cái lợi như này này. Ví dụ các bạn chơi ván bài các bạn lên được ván bài Quiga đi, đúng không? Ziga chẳng hạn đi. Đấy. Nếu như bài bình thường bạn không đeo kính áp tròng vào thì ván bài này bạn tố rất là căng. Tuy nhiên khi mà đeo kính áp tròng vào rồi, các bạn nhìn bài đối phương là có sáp hoặc là có cái liêng to hơn mình, cái sáp đi, có sáp thì mình có thể là bỏ ván bài này và mình không mất 1.000 nào cả. Đấy. Hay là đơn giản nhất là cái ván bài mà mình được có như là được có 2 điểm chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Bài mình 2 điểm thì nếu như mà bình thường thì các bạn sẽ bỏ ván bài này ngay. Tuy nhiên là mình dùng kính áp tròng thì mình nhìn bài của đối phương, mình nhìn rõ là bài đối phương như này. 563 là chẳng hạn, đúng không? 4 điểm. Thì thực chất nếu mà để mà so sánh hai cái điểm này thì là bài của mình là thấp hơn. Tuy nhiên trong cái đánh liêng có cái hay, nếu như mình biết bài đối phương thấp, mình đánh đuổi cho người ta chạy đi thì ván bài là mình vẫn ăn được. Bởi vì mình biết là bài này mà mình đánh tầm 2-3 triệu thì người ta sợ người ta chạy ngay, đúng không? Thì đấy là cái cách mà cái nghệ thuật mà đánh bằng cái kính áp tròng. Đây là cái loại kính là mới nhất bây giờ này, loại hộp gỗ nhỏ này mà các cái mắt kính bên trong này nó nhỏ hơn, cho nên là khi mà các bạn đeo vào cái tròng mắt ấy, đeo vào trong cái mắt của mình ấy, nó không bị chạm vào xung quanh cái mắt, cho nên là nó sẽ không bị cộm mắt, cho nên là các bạn đeo được rất là lâu. Và những cái ông nào mắt nhỏ thì không bị chảy nước mắt như các cái loại kính ngày xưa. Đấy là những cái chia sẻ về kính áp tròng. Anh em nào cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên ngực của em này này. Đấy, ok. Chào tất cả anh em.